Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên có bạn hỏi là: anh ơi, cho em hỏi là iPhone 15 với cả 14 Pro Max cũ thì nên mua máy nào? Chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì với cá nhân mình thấy là như này. Đấy là cái 14 Pro Max mặc dù nó là hàng cũ, tuy nhiên là nó mới chỉ cách đây khoảng hơn một năm thôi. Và cái 14 Pro Max thì cái xác suất xảy ra hàng dựng nó sẽ thấp hơn nhé. Tất nhiên mình không nói là không có, nhưng mà nó sẽ thấp hơn nhiều so với những sản phẩm đời cũ hơn. Đấy, vậy nên là thời điểm hiện tại mua 14 Pro Max hàng cũ, chúng ta vẫn có thể yên tâm phần nào đấy được. Đấy là điểm thứ nhất. Thứ hai nữa, đấy là nếu mà so với cả iPhone 15 ấy, thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc xem là các bạn cần điện thoại màn hình to hay là màn hình nhỏ, đúng nào? Bởi vì cái iPhone 15 ấy là nó hướng tới cái việc là cầm nắm nó gọn gàng hơn. Còn 14 Pro Max thì nó hướng tới cái việc là chúng ta xem phim hay là giải trí, chơi game, nó sẽ có không gian rộng rãi hơn ở cái màn hình đấy. Và cái pin nó cũng sẽ tốt hơn. Nếu mà so sánh chi tiết hai sản này với nhau ấy, thì chúng ta sẽ thấy là như sau này. Thiết kế mình sẽ lựa chọn 14 Pro Max. Màn hình mình cũng sẽ lựa chọn 14 Pro Max. Hiệu năng thì hai sản này khá là tương đồng với nhau rồi. Camera thì mình sẽ lựa chọn 14 Pro Max bởi vì cái sự đa dụng của nó hơn. Pin cũng vậy đấy. Thế thì cái 15 nó sẽ có điểm gì hơn so với 14 Pro Max? Đấy là với cùng một cái tầm giá như này thì chúng ta có thể lựa chọn mua được iPhone 15 mới tinh. Thậm chí nhá, là phiên bản bộ nhớ trong cao hơn đấy. Đấy. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ được cái cổng sạc Type-C, chúng ta sẽ được cái cảm giác cầm nắm nó nhẹ nhàng hơn. Và rõ ràng với một sản mới tinh thì chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn, đúng nào? Thế thì bạn sẽ phải cân nhắc xem là cái nhu cầu thực tế của chúng ta là gì. Với bản thân mình ý, thì mình thấy là mình thì mình không sợ hàng cũ đâu. Nếu mà về giá trị trải nghiệm và giá trị sử dụng thì iPhone 14 Pro Max hơn so với cả iPhone 15. Và bản thân mình thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về iPhone 14 Pro Max nhé. Đấy, bởi vì mình thì mình không sợ hàng cũ. Với cả nếu mà có vấn đề gì xảy ra đối với những sản phẩm iPhone cũ như này thì cái việc sửa chữa nó cũng sẽ rất là đơn giản, rất là dễ dàng thôi. Mình cũng không quá quan trọng và mình cũng quen rất là nhiều những người trong cái ngành điện thoại này nên mình không sợ điều đó. Đấy, tuy nhiên là nếu mà bạn lăn tăn về cái vấn đề là hàng cũ thì không nên. Đấy, còn mình thấy là 14 Pro Max cũ đáng mua hơn iPhone 15. Rồi, và trước khi bước vào câu hỏi tiếp theo thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường và cấu hình thì rất cao ở trong tầm giá, các bạn có thể đến điệnthoaihay.vn. Nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cao, các bạn có thể đến laptop Trung Trần nhé, trungtrần.vn. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nào. Có bạn hỏi là: Dương làm clip về những chiếc điện thoại flagship cũ của Samsung tầm giá từ 4 đến 8 triệu đi. Thế thì cá nhân mình thấy là như này này. Trong cái tầm giá này thì nó sẽ có cả điện thoại màn hình lớn lẫn màn hình bé, đúng nào? Thế thì mình sẽ đưa ra hai sự lựa chọn thôi. Sự lựa chọn thứ nhất đấy là màn hình bé cỡ tầm khoảng 5-6 triệu gì đó, nó cũng nằm trong cái tầm giá này. Thì mình thấy là chiếc Samsung Galaxy S21 nó sẽ là một trong những sự lựa chọn rất đáng để chúng ta quan tâm. Đấy, S21 như nào thì mình cũng đã đánh giá rất là chi tiết rồi. Tất nhiên nó cũng sẽ tồn tại khá là nhiều những nhược điểm. Đấy, tuy nhiên là bây giờ cái tầm giá từ 4 đến 6 triệu thì cũng khó thể đòi hỏi hơn được, đúng không nào? Tiếp tục nữa là điện thoại màn hình lớn đi thì S21 Ultra chúng ta sẽ chưa mua được. Và mình nghĩ ở thời điểm này chúng ta có thể mua được S20 Ultra hoặc là S21 Plus ở trong cái tầm giá này. Thì về cơ bản là hai con đó thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về S20 Ultra. Có thể chấp nhận hy sinh một chút về phần hiệu năng nhưng mà được cái những thứ khác nó thể hiện nó vẫn đang tương đối ổn. Đấy. Thì đấy là hai cái chiếc điện thoại flagship cũ của Samsung mà mình nghiêng tới. Thì không biết ý kiến các bạn khác như nào, có thể để lại comment cho mình biết nhé. Nhưng mà thực sự ấy, khi mà đi mua những cái sản phẩm điện thoại flagship cũ như thế này của Samsung ấy, thì chúng ta hết sức lưu ý một điều, đấy là cái vấn đề về màn hình với cả về vấn đề về nắp lưng ấy. Cũng một số bạn comment là những điện thoại Samsung là sau khoảng một vài năm các bạn sử dụng là nó sẽ có vấn đề về màn hình. Tất nhiên là đấy là với người dùng người ta sử dụng liên tục cái sản phẩm đó. Ví dụ như với mình chẳng hạn thì phải nói thật luôn là mình không có nhiều cơ hội để mà trải nghiệm một cái chiếc điện thoại Samsung lâu dài trong cả năm. Đấy, có thể là mình mượn được để làm đánh giá chi tiết cùng lắm trong khoảng một vài tháng. Đấy, thì chắc chắn là điện thoại nó sẽ không xảy ra cái lỗi gì rồi, đúng nào? Nghĩa là lỗi về phần cứng ấy. Tuy nhiên là những bạn mà các bạn đã sử dụng rất là lâu dài tầm khoảng vài năm thì ngoài cái việc là cái màn hình ra thì thậm chí có một số bạn nói về cái vấn đề về nắp lưng ấy, nó bị bung cái nắp lưng ra. Và thời điểm vừa rồi thì bác ruột của mình đang sử dụng cái Galaxy Note 9 thì nó bị cái hiện tượng là cái pin nó bị phồng lên và nó làm vỡ luôn cái mặt lưng ở phía sau ấy. Đấy, vậy nên là anh em cũng cần phải chú ý cái điều này. Đấy, vậy là những cái điện thoại anh em mua như này, thứ nhất nó sẽ có cái lỗi như vậy, có thể thôi nhá. Đấy, và thứ hai nữa là nó sẽ có cái xác suất xảy ra cái việc là
hàng nó bị dựng rất là nhiều. Tại sao lại như thế? Tại vì là khi mà những chiếc máy đó mà nó bị bung nắp lưng này, hay nó bị lỗi màn hình này, để bán được người ta phải thay những cái đó đi, đúng không? Thay thì coi như là chúng ta gọi là dựng đấy. Thì thực ra là bản chất là họ thay thì cũng được thôi, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng cái quan trọng ở đây là gì? Đấy là chúng ta phải biết được là cái hàng mà chúng ta mua nó như thế nào, lịch sử của nó ra sao. Đấy, nếu chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta sẽ yên tâm hơn. Đấy, thì đây là những cái mà mình cũng cần phải cảnh báo anh em về việc mua những chiếc điện thoại flagship cũ của Samsung trong cái tầm giá từ 4 đến 8 triệu. Còn cá nhân mình thì mình thấy là bây giờ nếu mà từ 4 đến 8 triệu, nếu mà chúng ta không quá quan trọng về vấn đề thương hiệu ấy, chúng ta mua những chiếc điện thoại mới tinh của Trung Quốc thì chúng ta sẽ được nhiều thứ hơn so với điện thoại Samsung ở trong cái tầm giá này. Ví dụ như công nghệ sạc chắc chắn là sẽ nhanh hơn này, đúng nào? Đấy, chúng ta sẽ có những chiếc điện thoại với hiệu năng chắc chắn là tốt hơn, rồi là hàng mới tinh cái thứ nữa, pin biết cái thứ cũng sẽ ngon nghẻ hơn. Đấy, thì anh em cũng có thể cân nhắc. Ở trong tầm giá từ 4 đến 8 triệu thì quá nhiều sự lựa chọn luôn, và mình cũng đã làm rất nhiều trên kênh YouTube của mình rồi, anh em có thể tham khảo. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn thì bảo là 10 triệu làm con 11 Pro Max là đỉnh, màn hình to, chip cũ nhưng mà vẫn ổn, pin khỏe, hình thức đẹp. Thế thì cũng có một số bạn comment vào đây là tội gì phải thế, kiểu như vậy. Nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ là như này, mỗi người chúng ta sẽ có một cái quan điểm riêng. Đấy, chúng ta sẽ không thể nào mà áp đặt cái quan điểm của mình lên cái quan điểm của người khác được. Đấy, và ví dụ như trong cái số tư vấn điện thoại này thì mình cũng luôn luôn nói là cá nhân mình thấy là như thế này, chứ mình không bao giờ mình áp đặt cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình lên người khác. Bởi vì khi mà bạn lựa chọn một cái điện thoại nào đấy, đấy là cái điện thoại đó nó sẽ phù hợp nhất với cả nhu cầu của bạn rồi, đúng nào? Đấy. Còn tất nhiên, ví dụ như mình tư vấn cho đại đa số người dùng thì mình sẽ luôn luôn nói là à, ở trong cái tầm giá 10 triệu chúng ta có những sự lựa chọn nó tốt hơn, thì tại sao phải lựa chọn những sự lựa chọn nó không tốt bằng như này. Thứ nhất là cái 11 Pro Max thì cá nhân mình, đây mình nói luôn là mình thấy như sau này, nó đã dùng được 4 năm rồi, đúng nào? Bây giờ đã có đến iPhone 15 rồi. Và mình thì mình không nói là 11 Pro Max nó không phải là nó không phải là điện thoại tốt. Nó vẫn là điện thoại tốt đối với những người nào đang sử dụng nó, các bạn chú ý là đang sử dụng nó nhé. Nhưng vấn đề ở đây là khi mà những người khác mới bắt đầu mua nó thì chúng ta đang mua một chiếc điện thoại đã cách đây 4 năm rồi, đúng nào? Nó không có 5G, đúng không ạ? Tiếp tục nữa, pin khỏe, ok, mình đồng ý là pin của nó rất khỏe nếu như chúng ta mua mới tinh. Nhưng bây giờ sau 4 năm rồi thì một là pin nó đã bị chai đi, hai là may mắn lắm sẽ tìm được những cái chiếc điện thoại mà nó sử dụng rất ít, pin bị chai rất rất ít nhưng giá sẽ không hề rẻ. Và thứ ba nữa là thay pin. Đấy là chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau cái điều này, đúng không nào? Rồi là gì nữa? Rồi là màn hình tần số quét không cao, sạc thì có sạc nhanh nhưng cũng không phải là quá nhanh. Đấy, thì nếu mà chúng ta lựa chọn được những sản phẩm khác mà nó có màn hình tần số quét cao hơn, có sạc nhanh hơn, có hiệu năng tốt hơn, có 5G, lại là còn hàng mới tinh, đời mới nữa, hộp phụ kiện các thứ đầy đủ, và không bao giờ lo lắng đến việc là liệu có xảy ra hàng dựng hay không, thì tại sao chúng ta không lựa chọn, đúng không nào? Các chú ý như thế này này, mình không nói là 11 Pro Max là không tốt, nhưng vấn đề đấy là gì? Đấy là với cái tầm giá này, tầm giá 10 triệu cũng không phải là tầm giá rẻ. Chúng ta có quyền, các chú ý nhé, chúng ta có quyền được đòi hỏi những sản phẩm với một cái sạc nhanh hơn, với một cái màn hình tần số quét cao hơn, với việc có 5G, với hiệu năng tốt hơn, với bộ nhớ trong tối thiểu phải là cỡ 256GB chứ không phải là 64GB như là 11 Pro Max như này, thì chúng ta có quyền như thế mà, đúng nào? Thì một là chúng ta có thể mua 11 Pro Max, đúng không ạ? Hai là chúng ta có thể nghĩ đến những sản phẩm khác. Còn chúng ta sẽ không thể nào mà phủ nhận được là à, những sản phẩm khác không tốt được. Bởi vì là sao? Bởi vì nếu mà phủ nhận như thế thì coi như chúng ta, bản thân chúng ta đã tự tước đi cái quyền được đòi hỏi của mình, đúng không nào? Đấy, thì đấy là cái quan điểm của mình. Chứ còn mình nghĩ là những bạn khác comment vào đây là não hẹp hay là cái gì đấy là mình nghĩ cũng không hợp lý đâu. Chúng ta không nên phê phán nhau như vậy. Và tiếp tục nữa là chúng ta cũng nên dùng những cái lời hay ý đẹp ở trên mạng, thì mình không thích những người nào mà comment mang tính chất tiêu cực như này. Bởi vì mình đã nói rồi, mỗi người có một cái sự lựa chọn. Đấy, và ngày xưa ấy, chính bản thân mình thế thôi. Khi mà mình bỏ ra một số tiền lớn 18 19 triệu để mua một cái chiếc Oppo Reno 10X Zoom, nhiều người bảo mình là ủa ôi, mày làm review mà mày lại đi mua cái máy cái tàu này vớ vẩn ba lăng nhăng như này, camera vây cá mập như này mấy mà hỏng đấy. Nhưng mà đến bây giờ dùng nó có vấn đề gì đâu, đúng không nào? Đấy, thì quan trọng nhất là lúc đấy, cái thời điểm đấy là nhu cầu của mình như thế. Hay là thậm chí là có những người bảo mình điên với hâm khi mà mua 12 mini và 13 mini, nhưng bản thân là nó phù hợp với mình mà, đúng không nào? Đấy, vậy nên là mình tư vấn cho các bạn như thế, nhưng có thể là với mình thì mình sẽ phải lựa chọn những sự lựa chọn khác, đúng không ạ? Đấy, vậy mỗi người luôn luôn sẽ có một sự lựa chọn riêng nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là anh Dương ơi, tư vấn giúp em con máy tính bảng nào màn hình đẹp, loa nghe rõ ràng, xài được lâu dài, hiệu năng ổn, chơi game trung bình khoảng tầm 7 triệu đổ lại.
có gắn sim thì càng tốt. Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Thế thì có bạn bảo là Pad 6, đấy chính là Xiaomi Pad 6 đấy. Thì ở đây bạn có một cái mở ngoặc như này, đấy là có gắn sim thì càng tốt. Thế thì thực ra là với cái tầm giá 7 triệu là mình nói luôn là mình sẽ luôn luôn nghĩ ở trong đầu nhá là iPad Gen 9 trước. Bởi vì đây là một chiếc điện thoại, đây là một cái máy tính bảng đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn, như là màn hình đẹp, loa nghe rõ ràng, xài được lâu dài. Đấy, hiệu năng thoải mái để chơi game trung bình. Đấy, tuy nhiên là với tầm giá 7 triệu là không có sim siếc gì đâu nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ chỉ có phiên bản có wifi thôi. Đấy, và bộ nhớ trong nó chỉ có 64GB thôi. Đấy, còn tất nhiên nếu bạn mua Xiaomi Pad 6 thì bây giờ cái phiên bản mà nó không có gắn sim thì nó tầm khoảng 6 triệu. Gắn sim chắc cỡ tầm 7 triệu, hơn 7 triệu gì đấy. Thì màn hình nó sẽ đẹp hơn này, tần số quét cao hơn này, loa nó có tới 4 cái loa này. Hiệu năng thì nó không bằng con iPad Gen 9 đâu. Về con chip ấy nó không bằng, chip 870 nó không bằng. Nhưng mà về cơ bản là chip 870 cũng là chip mạnh rồi. Được cái là bộ nhớ trong của nó tối thiểu đã là 128GB, rất là thoải mái luôn. Chơi game trung bình thì với chiếc 870 thì quá ngon rồi, đúng nào. Và nó có gắn sim đấy. Thì mình nghĩ là nếu mà để phù hợp với nhiều cái yêu cầu của bạn ở đây hơn thì là sẽ là lựa chọn Xiaomi Pad 6 nhé. Còn tất nhiên nếu mà ở đây bạn không quá quan trọng cái việc có gắn sim hay không, mà bây giờ bạn ví dụ như bạn cảm thấy là cái việc chúng ta dùng wifi nó rất là phổ biến, hay là nếu mà có giả sử như có đi đâu đấy thì chúng ta có thể phát wifi từ điện thoại ra cũng được, thì nên mua iPad Gen 9 hơn. Thì đây là quan điểm của mình. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn bảo là anh ơi, nên mua iPhone 15 256GB hay là mua một con Samsung 4-5 triệu và một con iPad E5 bản 256GB hả anh? Nhu cầu của em là học tập, chơi game Liên Quân và xài lâu dài khoảng trên 5 năm. Chúc anh và gia đình năm mới nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì cá nhân mình thấy là như thế này này, bạn sẽ cần phải cân nhắc xem là bạn có thực sự cần iPad hay không. Đấy, đôi khi là có iPad thì tốt đấy, nhưng mà không có thì cũng không sao cả. Đấy, cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là ở nhà mình bây giờ mình đang có hai con máy tính bảng, một con máy tính bảng Android của Nokia với một con iPad E2 dùng rất rất lâu rồi, nhưng bây giờ gần như chả bao giờ mình mang ra dùng. Có cái đợt mà mình dùng nhiều nhất đấy là những năm dịch Covid ấy, mình lấy ra để cho con mình học online. Đấy thì mình dùng nhiều nhất, thế sau đó thì gần như chả bao giờ dùng đến nữa, chả động đến nó nữa. Xem, muốn xem màn hình lớn thì mình xem TV, còn phần lớn nếu mà muốn thao tác nó nhanh chóng thì mình sẽ sử dụng điện thoại. Đấy, nên rất ít khi sử dụng đến iPad, mặc dù mình là review nhá, nhưng rất ít khi sử dụng đến. Nên là bạn sẽ xem là cái nhu cầu bạn có thực sự cần thiết đến hay không. Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng. Nếu mà nhu cầu thực sự cần thiết đến thì mình nghĩ là chúng ta sẽ lựa chọn cái combo thứ hai, đúng nào. Tuy nhiên là với cái combo thứ hai thì nếu mà bạn lựa chọn điện thoại Samsung trong tầm giá từ 4-5 triệu thì mình nghĩ là sẽ có một sự lựa chọn tốt, đấy là con Galaxy A15 đấy. Đấy, còn nếu mà bạn không quá quan trọng đây là Samsung và cũng không quá quan trọng là sách tay hay chính hãng ấy, thì 5 triệu là chúng ta đã có thể mua được con Redmi Note 12 Turbo rồi, hơn rất rất nhiều so với cả con Galaxy A15. Đấy, còn iPad E5 thì quá ngon rồi, không nói gì nhá các bạn nhé. Đấy, thì cái quan trọng nhất ở đây không phải là cái việc là mua một điện thoại hay là một cái điện thoại khác cộng với một cái máy tính bảng, mà quan trọng là chúng ta có thực sự cần đến iPad hay không. Đấy, nếu mà cần thì chúng ta sẽ lựa chọn combo thứ hai ngay, được chưa? Và qua cái câu hỏi này thì cũng chia sẻ thêm cho anh em nữa là đôi khi có những cái chúng ta tưởng là chúng ta cần nhưng mà cuối cùng là mua về là rất ít khi sử dụng đến, nên là chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Ví dụ như mình chẳng hạn, ngày trước ấy mình cũng nghĩ là mình cần đến máy ảnh đấy, máy ảnh cơ ấy, để thi thoảng mang đi đâu đấy chụp. Máy ảnh cơ rõ ràng là chụp ảnh gấp rất rất nhiều lần so với điện thoại rồi. Điện thoại là không bao giờ có đủ tuổi để mà so về chụp ảnh với máy ảnh cơ cả. Đấy, tuy nhiên là vấn đề là mua về xong toàn vứt xó, có mang đi chụp đâu. Đi du lịch thì toàn cầm điện thoại ra chụp cho nó nhanh để up lên trên mạng xã hội cho nó nhanh. Đấy, xong cuối cùng là mua về được một thời gian ngắn xong lại phải bán nó đi. Đấy, còn mình chỉ sử dụng máy ảnh cơ duy nhất ở trong cái điều kiện là quay video để cho bạn xem thôi. Đấy, chỉ mỗi như thế thôi. Đấy, nghĩa là phục vụ cho mục đích công việc, chứ còn phục vụ cho mục đích cá nhân thì toàn lấy điện thoại ra chụp. Đấy, thế cuối cùng là mình cảm thấy là mua iPad, máy tính bảng ấy, hay là mua máy ảnh đối với bản thân mình nhá, là lãng phí, bởi vì mua về có dùng đâu. Đấy, anh em phải hết sức cân nhắc. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.